I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Hell với KT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game H5 web ra luôn ha. Này là nghe ad nói là mai là sẽ có đủ hai bạn và bắt giữa bay. Nghe ad nói là mai là sẽ có một cái code VIP 10 ha. 10 triệu vàng hay 1 triệu vàng gì đó. Thì chuyện đó thì để mai tính. Còn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn con game này. Ý, mua luôn chứ. Đây là bây giờ mình vào luôn ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách đăng ký. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đăng ký ha. Ở đây là thì mình có tạo mấy ad test cho các bạn rồi. Đây là mật khẩu. Wow, được game rồi nè. Bây giờ chúng ta vào ha. Mới có một server đầu tiên. Không được thì các bạn quay lại trang chủ và F5 là cái trang chủ, xong rồi chúng ta đăng nhập vào game lại ha. Rồi, ở đây nó rất là bá đạo nè, mình làm 3-4 lần rồi. Các bạn đặt tên 3 chữ thôi, 4-5 chữ là sẽ không được. Game tương đối cũng mượt các bạn ơi, không có lắc giật gì hết. Lúc mà các bạn đăng ký xong rồi đó là nó sẽ đưa chúng ta vào hẳn game luôn. Thì có nhiều trường hợp là nó đưa vào nhưng mà các bạn vào không được ha. Các bạn phải quay lại cái trang chủ của nó, xong rồi các bạn đăng nhập vào cái trang chủ, xong rồi các bạn bấm vào cái chỗ chơi ngay thì nó sẽ đưa các bạn vào game ha. Chứ còn mà các bạn vào luôn thì nó sẽ không có vô được ha. Thì con game này các bạn có thể cày cuốc kim nguyên bảo ha. Ở đây thì đánh boss. Đây, boss thì nó sẽ cho chúng ta 100, mỗi boss thì 100 kim nguyên bảo. Nhưng mà vào cái này mình quay trước một ngày ha. Thì chắc là ngày mai Ed sẽ có cái ra cái mã code. Ed mới nói với mình là Ed sẽ ra cái mã code là 10 triệu kim nguyên bảo và VIP 10 ha. Hôm nay thì chúng ta ăn đỡ VIP 5 thôi. VIP 5 và 100.000 kim nguyên bảo ha. Mà chắc lúc mà mình up cho các bạn là cái con này là nó đã ad đã tặng kim nguyên bảo rồi đó. Và mình cũng đã update kim nguyên bảo cho các bạn luôn rồi đó. Các bạn kéo xuống phần mô tả dưới ha, thì các bạn sẽ thấy được cái link đăng ký game, rồi cái link nhập code, rồi cái link code luôn ha. Như những bạn nào mà copy không được. Rồi đây quà VIP này chúng ta có thể mua dễ dàng ha. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn đi nhập code ha. Rồi cái code này rất là dễ ha. Đây là code tân thủ, bấm vào. Rồi nhận code thành công, vui lòng lo lại game. Ok, hot ra và vào lại ha. Rồi vừa F5, bây giờ chúng ta vào game lại. Đó, thấy chưa? Đây là VIP 5. Ngon lành cành đào. Ad cũng dịch hết một mớ rồi ha. Con này hôm bữa mình có hướng dẫn các bạn chơi trên app nè. Thì hôm nay Ad đã cho chúng ta chơi ở trên web rồi. Trước mình đã có up con này một lần rồi, hình như là mình để là hiệp khách hay gì á. Rồi bây giờ có cái này hay nè, đó bấm vào. VIP 5 là được mở này ha, còn VIP 7 sẽ được mở cái này, không thì chuyển sinh 4.
Rồi ở đây mình tắt tiếng game rồi ha, tại vì tiếng game nó lớn quá, ồn quá, nên mình đã tắt bớt nó rồi. Á đù, ở đây được nhận thêm kim nguyên bảo hay gì vậy? À online, cái này không phải, nạp phản hồi được nhận. Tại tao không được nhận mấy cái này vậy? Hẹt chơi kỳ vậy? Đó, ăn code là được lụm luôn cái phần tích nhận tích nạp ha. Đó, mai là ăn 10 triệu là chắc mát luôn cái móc này quá. Đây, 10 triệu mai, mát luôn móc nạp. Ngon lành. Mát này, móc này chỉ có 1 triệu thôi. Đây, nhận quà hàng ngày đồ ha. Rồi tích lũy nạp, tích lũy rồi mà. Đặc quyền VIP có khác gì đâu trời. Không bấm vô đặc quyền VIP được. Đây nạp lần đầu nè. Đù, ngon lành. Ủa, ta nạp lần đầu rồi mà. À, nhận rồi kìa. Nhận chưa? Chưa nhận mà. Chuyển bot tiếp, bot mic luôn. Rồi, hay quá trời hay luôn, mới có cấp 17 à. Code nhập ở ngoài nha, nhập ở trong này là ăn cám luôn á. Không có nhận được gì trong này đâu. Sơ lược về con game là như vậy ha. Rồi mai ad có up cái mã code thì mình sẽ update cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha. Đăng ký và bấm vào cái quả chuông kế bên để nhận thông báo ha. Và nếu mà bạn nào được nữa thì có thể vào like kênh fanpage của mình ha. Để mà có gì có thông báo gì thì mình up bên fanpage. Còn những video hướng dẫn thì mình sẽ up ở bên này. Này nó cũng tương tự như cái mộng gì quên mẹ nó rồi. Cái game gì hôm bữa mình up quên tên luôn rồi. Lu la lu lẫn quá. Đó đù, mở nè, có tiền mà. Mai cái đầu nhận được 10 triệu cái tha hồ mày xài. Bảo rương ngẫu nhiên nhận được đồ giám hay luôn, đồ giám quá ngon. Bỏ nào. Mai có 10 triệu chắc mình cũng like với các bạn ha. Lâu rồi mình không like. Livestream được lên nói chuyện tám dốc với các bạn được. Tính ra cũng lâu lắm mà mình không có like với các bạn luôn á. Hôm gài YouTube bắt cái không biết bắt cái gì á.
sai sót trong cái phần miêu tả gì mà nó không có cho mở kiếm tiền. Có lúc thì nó cho mở quảng cáo quá trời, có lúc nó không cho mở nên cũng hơi bị bết bết, không muốn like ha. Quá đẹp. Đây. Hiện vật quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Không thì đây, quá trời đẹp. VIP 7 mới nhận. Đi qua cửa hàng, cửa hàng cấp 30 mới mở. Nãy giờ treo được cấp 24 rồi. Nạp phí thành công nữa chứ, tao nạp nào làm gì có tiền mà tao nạp. Giết con boss đó. Cái thằng đó nó đi theo nó không biết nó làm cái gì luôn á trời. Nó không có đánh được gì luôn á. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Để ráng lên cái cửa hàng coi có gì ngon không. Á đồ, kit đẹp ta. Đồ đi dược ải luôn nè, ngon lành. Gì săn boss mà tao thấy có boss gì đâu trời. Vô đánh con boss có chút xíu mấy cái nó chết queo rồi. Ê mở cái cửa hàng rồi nè. Tu bi đan túi cấp giá mày xếp kim điểu. Ồ, nhận được 100 vạn ngon á, lụm. Rồi video cũng tới đây thôi ha, chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ like và share video của mình nha. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh ha. Rồi, bye bye. Nói chuyện cũng quá trời rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ ủng hộ kênh Heo VKT nha. À, mình có một cái kênh mới mở là Heo VKT Vlog. Có gì các bạn qua đó các bạn ủng hộ nha. Hiện tại thì cũng chưa có up cái clip nào hết, nhưng mà chắc mình sắp xếp bên kênh này xong mình sẽ qua bên đó mình up clip bên đó sau ha. Các bạn nào ủng hộ Heo thì có thể qua đó đăng ký trước ha, để cho nó lên 1000 sub được thì các bạn có thể nghe nhạc ủng hộ kéo giờ xem giúp mình thì cũng tính ra thì cũng nhanh, không có lâu đâu. 4000 giờ, 4000 giờ. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.